Mẹ có đói không? Không không đói á? Sao không đói á? Không đói á? Có muốn ăn gì không? Ăn gì? Bánh. Bánh á? Ăn bánh gì? Bánh tẻ à? Bánh gì? Bánh tẻ. Bánh tẻ à? Mua mấy cái? Một cái đấy à? Mua 5 cái nhé. 5 cái đi. Một cái thôi á? 5 cái cho nó ăn cho nó thoải mái. Mua bánh đúc không? Không. Mua cả bánh đúc nữa nhé. Không. Mẹ bị sao đây? Mẹ bị sao? Không. Mẹ bị sao? Không. Không sao á? Không sao á? Mẹ bị sao có biết không? Ừ? Không sao. Không sao á? Sao không sao? Không sao mà mệt. Ừ? Khát nước à? Khát nước thì mà hết nước rồi. Rồi cứ nhịn, tí nữa mình có nước rồi. Có biết ở đây ở đâu không? Ừ? Mẹ ở đây ở đâu biết không? Ừ? Ừ? Ở đâu? Ở đây ở đâu đây? Ở đâu? Mở mắt ra xem nào. Mở hẳn mắt ra. Mở to ra. Mở to nhìn em xem nào. Có nhìn thấy không? Ừ? Có nhìn rõ em không? Đâu? Mở mắt ra. Mẹ. Gà ăn cỏ. Hả? Gà ăn cỏ. Gà ăn cỏ á? Đúng không? Chết rồi, gà ăn cỏ. Cái này gà ăn cỏ. Là không nước hả? Nước á? Khát chưa? Từ từ đã nhá, nước còn đang chưa có. Hết mất nước rồi. Biết em là ai không? Ừ? Con có biết đâu. Nói to đi nè. Con người không biết. Còn ai? Ai? Khải. Nói to lên xem nào. Con Khải ở phòng này. Khải ở đâu? Ở nhà. Ừ? Ở nhà. Có phải Khải không? Ừ? Khải. Chuẩn không? Nào. Nói to lên cho em xem nào. Mở mắt ra nè. Mẹ có nghe tiếng không? Tài có nghe rõ không? Ừ? Có nghe rõ không?